trân trọng giới thiệu live show đặc sắc với chủ đề 40 năm tình ca Trúc Hồ, được tổ chức tại Yamava Resort and Casino vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022. 40 năm nhìn lại một chặng đường âm nhạc với khoảng 100 nhạc phẩm được nhạc sĩ Trúc Hồ sáng tác. Nhiều bài hát đã trở thành top hits qua nhiều giai đoạn, khởi đầu với Dòng sông kỷ niệm, tới Cơn mưa hạ, Trái tim mùa đông, Một lần nữa thôi, Em đã quên một dòng sông, vân vân. Mỗi ca khúc là những trang nhật ký tình yêu của tác giả viết bằng dòng nhạc và lời ca. Live show 40 năm tình ca Trúc Hồ quy tụ thành phần nghệ sĩ hùng hậu đã gắn bó với dòng nhạc Trúc Hồ trong nhiều năm qua như Lâm Nhật Tiến, Như Quỳnh, Đan Nguyên, Thiên Kim, Sĩ Đan, Diễm Liên, Nguyên Khang, Nguyễn Hồng Nhung, Philip Huy, Twist, Thế Sơn, Hồ Hoàng Yến, Ngọc Anh Vi, Đoàn Phi, Hoàng Thục Linh, Mai Thanh Sơn, Gia Hân, Tú Anh. Phần điều khiển chương trình do Thùy Dương và Jimmy Thái Nhật đảm trách. Quý vị có thể gọi ngay bây giờ để đặt vé tại SPTN số phone 714-636-1121 hoặc 714-489-1061. Bộ xa thiết kịch tại số 714-418-2499. Chị Hương tại Los Angeles số 626-500-8494. Chị Mẫn tại San Diego số phone 619-398-6816. Ban tổ chức trân trọng kính mời. Trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SBTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ sáng 9 giờ sáng giờ California. Hôm nay là thứ ba, 6 tháng 9 năm 2022. Và xin cáo lỗi quý vị là hôm nay anh Long bận nên không có đi làm. Hy vọng ngày mai anh trở lại nên có một mình tôi mà thôi. Và xin bắt đầu chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm kia một đài truyền hình của Úc là 7 Plus đã chiếu một cái đoạn một phụ nữ Việt Nam bay từ Việt Nam sang đến phi trường Sydney và bị quan thuế ở đây xét và bắt gần 7 kg bạch phiến ma túy ở trong những cái shampoo, rồi những cái đồ mà gọi là gội đầu của bà, hoặc là ngay cả cái miếng, cái bình, cái bịch mà thưa quý vị ta bỏ nước nóng để chườm đó. Và bà đã bị bắt ngay tại phi trường Sydney. Câu chuyện là như thế nào? Xin mời cho coi cái laptop của tôi để quý vị coi. Những cái vật dụng của bà nó có cái chất ma túy trong đó, và xin quý vị coi tiếp tục sau đây. Tiếp tục những cái, đây là những cái đồ mà họ mở ra ngay cả trong bịch cà phê luôn, cũng có ma túy ở trong đó. We're going from here. Này, ở trong máy họ thử tới hai lần. Họ thử tới hai. Cái điều người ta thắc mắc là tại sao phụ nữ này có thể mang những thứ này lọt khỏi Việt Nam? Liệu có đường dây nào buôn bán bên trong hay không? Bởi vì chúng ta biết đó, nếu quý vị đã từng về Việt Nam, quý vị biết đó, khi quý vị đi vô đó, quan thuế gần như là người ta không khám gì cả, ngoại trừ có gì đặc biệt thôi. Vô phi trường Hà Nội hoặc là Tân Sơn Nhất, họ khám sơ sơ cho đi. Nhưng mà khi đi ra đó, họ khám rất kỹ. Họ khám rất kỹ. Hồi trước tôi có về một lần tôi biết. Ví dụ có một người bạn cho tôi một cây thuốc Z, là thuốc lậu, thuốc mà nhập lậu từ Cambodia qua Việt Nam. Và một người khác đưa tôi cây thuốc con mèo. Cây thuốc con mèo đó là mua tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam, để trong cái túi, vậy mà đi qua máy rà biết. Hay thiệt. Họ rà họ biết. Họ nói hey, cái cây thuốc lá Z này là thuốc lậu, bây giờ anh phải bỏ ra, bởi thuốc lậu không được mang đi. Mà bây giờ đóng đồ tùm lum la cho tôi đem về, người ta nhờ tôi cầm về cho người quen bên Mỹ làm quà mà. Bảo không, bây giờ là anh phải mở ra để anh lấy ra, mà lúc đó gần tới giờ lên máy bay. Cuối cùng phải chi tiền để đi qua. Họ rà rất kỹ thì tôi không hiểu tại sao mà gần 7 kg cái chất bột này mà đi qua được. Đó là tôi chia sẻ kinh nghiệm với quý vị. Thì bây giờ cái bà, cái phụ nữ này là coi như bị bắt. Mà bên Úc tội rất nặng, và thỉnh thoảng vẫn có những người Việt Nam buôn ma túy qua bên Úc. Mà bà này đi bằng cái đường hàng không.
Thì đó là câu chuyện một cái đài truyền hình 7 Plus ở bên Úc mới phát lên ngày 4 tháng 9, là cách đây 2 ngày, chia sẻ cùng quý vị. Và họ không cho biết phụ nữ này tên gì và ở đâu đến, chỉ nói là từ Việt Nam đến mà thôi. Đó. Không biết là từ Sài Gòn hay Hà Nội, chúng ta không rõ, nhưng mà chắc chắn là một trong hai nơi đó, hoặc là Đà Nẵng, là nơi thứ ba mà tôi không biết Đà Nẵng có bay thẳng đi Úc hay không mà tôi biết, nhưng mà Sài Gòn và Hà Nội thì có. Đó là câu chuyện phụ nữ Việt Nam bị bắt tại trận buôn ma túy gần 7 kg. Ở bên tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày hôm qua bị một trận động đất 6.8 độ Richter, thưa quý vị, làm 66 người thiệt mạng. Và bây giờ vẫn còn 15 người mất tích và hàng trăm người đang bị kẹt ở trong nhà và trong cái công viên quốc gia. Và bây giờ ta đang sợ là những ngày tới nó sẽ bị mưa và có thể bị đất chuồi. Bởi vì thưa quý vị, động đất một cái lớn như thế. Và truyền thông nhà nước cho biết là có hơn 6.500 lính cứu hỏa, nhân viên cấp cứu và bác sĩ được gửi đến khu vực này để mà giúp đỡ nạn nhân. Họ dùng cả trực thăng và drone để mà đi tìm những người mất tích. Và quý vị thấy đó, đây là tỉnh Tứ Xuyên. Cái khổ nữa đó là những người này khi mà bị như vậy đó, họ lại không được ra khỏi nhà, bởi vì bên Trung Quốc đang có vẫn áp dụng cái chính sách Zero Covid Policy, không cho ra đường, nghĩa là một số nơi bị là phong tỏa ở trong nhà, thế là không chạy ra ngoài được. Đó là lý do tại sao mà cái số người bị chết nó tăng cao. Và bây giờ ngay ở cái thành phố Thành Đô gần đó, người dân không được ra khỏi nhà, mà ta đang phẫn nộ với lại chính quyền là bị như thế này thì không cho ra khỏi nhà nữa thì sao, bởi cái thành phố nó đang bị phong tỏa. Bây giờ ta chưa biết là như thế nào, nhưng mà thưa quý vị, ở bên Trung Quốc cũng như nhiều nơi khác, động đất bây giờ nó bị ảnh hưởng do hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất là cái môi trường đang bị hủy hoại, nó làm cho mưa nhiều. Mà mưa đó nó xuống sau động đất là nguy hiểm. Còn động đất là một phần do người ta chặn sông, làm đập để làm thủy điện. Và có nhiều nơi người ta đổ cả hàng chục ngàn, thậm chí hàng triệu tấn bê tông đến cái vùng đó làm những đập, chẳng hạn như đập Tam Hiệp ở bên Trung Quốc, chúng ta biết bị thế giới lên án dữ dội luôn. Nhưng mà người ta phải làm cái đó để người ta tạo ra điện. Và khi tạo ra điện như vậy đó, nó tạo ra những động đất, và động đất này coi như không phải là thiên tai mà là nhân tai. Quý vị thấy đây là cái vùng mà núi non hiểm trở như thế. Và bây giờ là bên Trung Quốc đang bị cái chuyện này. Và hiện nay ngoài những người mất tích và chết như tôi nói, có khoảng 50.000 người bây giờ phải di tản và sống trong khoảng hơn 3.400 cái lều và 12.000 cái giường tạm thời ở tại địa phương. Bởi vì bây giờ nhà cửa họ không an toàn hay không, họ không được về. Nhất là cái vùng ngay trung tâm của coi như bị động đất. Thì thưa quý vị, đó là cái chuyện động đất ở bên Trung Quốc ngày hôm qua. Và ngày hôm qua tôi có đưa tin cho quý vị cái vụ mà hai người đàn ông đâm chết 10 người và đâm bị thương 15 người ở bên Canada. Thì cảnh sát Canada cho biết là một trong hai nghi can này, đó là Damien Sanderson, 31 tuổi. Ngày hôm qua cảnh sát phát hiện là người này bị chết và có vẻ như bị đâm nhiều nhát dao, chết trong cái bụi rậm ở gần thành phố. Bây giờ nghi can thứ nhì, cảnh sát đang đi truy lùng, và cảnh sát cho biết là nghi can thứ nhì cũng có thể bị thương luôn. Và những vết thương của nghi can thứ nhất mà chết rồi đó, thì cảnh sát cho biết này là không phải tự đâm mà là do người khác đâm. Đó. Thì bây giờ cái người còn lại đó là Miles Sanderson, người ta vẫn đang đi tìm ở cái thành phố Regina, ở cái tỉnh bang Saskatchewan. Thì như vậy chúng ta không biết là trong lúc họ đâm những người kia, họ bị đâm lại, cái nghi can mà đầu tiên bị chết đó, hoặc là bị đâm lại, hoặc là sau đó bị những người khác đâm trong lúc mà chạy trốn, hoặc là cũng có thể do hai người này, bây giờ tôi cho là hai anh em đâm nhau. Đó là những cái chuyện có thể xảy ra, chúng ta không biết rõ được. Nhưng mà chỉ biết là một nghi can đã chết, người ta đang tiếp tục truy lùng cái nghi can thứ nhì. Và người ta nói là nghi can thứ nhì này là cũng thuộc loại là nguy hiểm, bởi vì là có mang dao, thành ra người ta đang lùng kiếm. Thì đây là cái câu chuyện mà hôm qua tôi có nói với quý vị rồi, là chấn động nhất ở tại Canada trong nhiều năm qua, đặc biệt là đâm bằng dao. Còn trước đây chỉ có nổ súng mà thôi.
Thì đó là những tin ban đầu gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Xin quý vị đừng rời màn hình SBTN, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại.